Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Trên Đất Mỹ. Thì hôm nay cũng là một ngày rảnh, thì hôm nay thì cỏ nó lên quá trời rồi. Thì hôm nay Andy sẽ cắt cỏ, sử dụng máy cắt cỏ. Bây giờ cái máy mình mới có, vì hôm trước mình chưa có máy, mình định thuê người ta cắt là 30 đồng một cái xăng cỏ như thế này đó. Tùy cái xăng các bạn, nếu mà lớn thì 35 đồng, 40 đồng, tùy cái xăng vườn của bạn rộng hay nhỏ. Thì của sân vườn của mình họ cắt là 30 đồng, nhưng mà mình chờ hoài họ không thấy tới, cho nên cái hôm nay mình đã có máy, có dụng cụ mình cắt rồi, cho nên tự mình cắt luôn. Thì bây giờ thì xin mời các bạn cùng Andy cắt cỏ nhé, rồi sau đó mình sẽ trồng mấy cây bắp. Đây, giờ mình mở tủ mình lấy mấy cái máy mình ra. Máy của mình nè, có đầy đủ dụng cụ luôn đó. Đây là cái máy cắt cỏ nè, cái máy này mình mua ở trong Home Depot, nếu mà mua mà rẻ nhất cũng là 250 một cái đó. Rồi đây là cái máy xén, máy chim nè, mình chim theo mấy cái đường mà cái kẻ mình không cắt máy được á, mình chim nó đó. Cái máy này cũng cả trăm hoặc hơn, cái máy này cũng vậy, cái này cũng máy chim luôn, chăm một hơn. Rồi cái này thì mình để mình thổi, mình bắt lên mình thổi đó, những ở trong góc rác rưới trong góc mình cắt xong cái mấy cỏ rụng á, mình thổi lên mình gom lại để mình hốt đó. Đây là mấy cái dụng cụ của mình đã có đầy đủ dụng cụ hết, bây giờ mình tự cắt thôi. Bây giờ mời các bạn cùng Andy cắt cỏ nhé. Sau khi cắt xong mình sẽ trồng mấy cây bắp. Bây giờ hôm trước mình ương mấy cây bắp mình trồng bằng hột trực tiếp ở dưới đó, mấy con sóc năng hết trơn rồi, cho nên bây giờ mình ương vào bầu nên nó lên cũng cao một khúc này rồi, tí mình sẽ đem trồng đó. Cái máy này mình xài bằng xăng các bạn, mình đã vừa đổ xăng vào rồi.
cỏ cắt xong bây giờ nó bằng thẳng rất là đẹp nè, nó bằng bằng thẳng luôn, như màu xanh như tấm thảm rất là đẹp luôn. Còn ở ngoài trước thì chắc cỏ nó còn thấp nên chưa cắt được, để mình coi. Cái này cũng có dài nè, mình cắt được nè. Giờ mình đeo ra ngoài trước mình cắt. Bây giờ mình đẩy ra ngoài trước mình cắt. Ngoài trước thì ít thôi, vì cỏ nó không có lên nhiều. Ở ngoài trước cây cỏ nó mọc không có nhiều, nhưng mà có cái cây cổ thụ ở trước cửa nè, lá nó khô nó rụng quá trời, bị hâm mùa thu á, lá nó khô nó rụng hết, cho nên giờ phải cào phải quét lá. Nó cực, có cái nhà mà có cây lớn ngoài trước là cực, mà là phải dọn dẹp quét lá khi lá nó rụng rất là nhiều luôn. Đó, 2 tuần mình cào một lần là mình được bao nhiêu nè. 2 tuần trước mình cào cũng được mấy bao, nhưng tuần này mình cào lại cũng được 2, 3, 4 bao nữa. Ở bên đây mà trước cửa nhà mà lá rụng mình không quét, là cỏ dài mình không bọc nó lên cao các bạn, là mấy cái giống như là ở Việt Nam mình giống như gọi là công an khu vực, khu dân phố vậy đó. Họ đi cảnh sát khu vực á, họ đi họ kiểm tra mà họ thấy mà rác rưới mình không dọn dẹp quét, để nó đóng á, hoặc là cỏ lên cao mà không cắt á, là họ gửi giấy họ kêu mình cắt, chứ không nhiều lần là họ phạt mình. Các bạn, đây là cái máy sấy nè, cái máy mà thổi á, mình thổi rác ở trong kẹt trong hốc mình quét không được á, mình thổi cho nó gom lại mình hốt cho nó dễ. Rác mình quét lại rồi mình một đống rồi, giờ mình lấy bao đường rác mình phải hốt vô, hỏi vô bao rác.
Nếu em coi đi, mình hốt được minh bông không? 2 bao, 3 bao, chắc được 4 bao. Quá trời rác luôn. Và đây là mấy cái cây bắp hôm trước mình ươn nè, mình ươn nè, nó lên cao nè, bây giờ mình lấy mình đem đi trồng, trồng gì thì nó chắc ăn hơn. Hôm trước mình trồng hộp nó cũng lên rồi nhưng mà bị con sóc nó moi nó ăn hộp hết trơn, rất là tốt luôn. Giờ rễ quá trời nè. Đặt xét nó cứ ngắt, nó không có sớp. Chồng nó xuống đây. Đó, mình được trồng được 3 hàng bắp. Giờ mình tưới nước nè. Cái này nhí. Xong 4 hàng bắp các bạn. Được đâu 30, hơn 30 cây. Nó thì người ta theo cái bao bì mình mua hộp thì nó để là 50 ngày sẽ thu hoạch. Nó thì 50 ngày mình sẽ có bắp ăn. Tức là 2 tháng 50 ngày. Tháng mấy, gần 2 tháng. Đó. Còn đây là mấy cây dưa lưới nè. Tưới cây đây. Quá trời tốt, rau nó lên tốt quá trời luôn nè, rau đắng nó lên quá trời nè. Đó, ba cái húng lũi này nó xanh tươi mương mướt luôn, giờ ăn được rồi đó, tốt dễ sợ không, xanh luôn rồi. Hành cũng tốt ghê không. Đó, do cần nước nó mọc quá trời nè, mình không ăn nó già, nó vàng khè. Hành tốt dễ sợ không. Được mấy cây hẹ. Rau này xanh mơn mởn rồi, rất là tốt luôn. Rau răm mọc quá trời nè. Đó, lá min. Rau muống lên được rất là nhiều, chưa được cao nữa. Ba cây cà tím này, tốt dễ sợ. Dâu đang ra hoa. Mấy cây khuế mình rải và hôm nay lên quá trời nè.
mình ươm hai cái hột su su nó đang lên nảy mầm. Hôm nay mình bị cảm, bị sổ mũi, chảy nước mũi nên cái giọng nó hơi khác rồi. Còn đây là mấy cái bí ngòi. Bí ngòi này tốt vậy sợ nè, nó ra hoa nè. Nó vừa ra là nó có bông rồi. Nó có bông nụ rồi nè. Mình trồng đâu có chục cây gì đó. Đó rồi, bây giờ đã hoàn thành xong công việc hôm nay, đó là cắt cỏ rồi trồng mấy cây bắp lại đó. Hôm nay cái dàn cỏ này rất là đẹp luôn nè, nó đều, nó lên mọc, mình cắt nó bằng phẳng rất là đẹp luôn. Bây giờ thì Andy xin tạm dừng video tại đây các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.